một phụ nữ chịu nỗi đau kéo dài 6 năm vì căn bệnh hiếm gặp, gãy xương khắp cơ thể nhưng vẫn mang thai và sinh con an toàn. Bệnh nhân là chị L, 34 tuổi, quê Lâm Đồng. Năm 2017, chị phát bệnh với những cơn đau ở vùng ngực, sườn, lưng, đến hai bên hông, bàn chân sau đó lan ra khắp cơ thể. Chị L thăm khám khắp các bệnh viện lớn nhỏ trong nước nhưng vẫn không tìm được nguyên nhân. Các cơn đau ngày một nặng nề hơn, đánh giá trên thang đau đạt đỉnh 10 trên 10. Thậm chí đã gãy xương sườn, xương cụt, xương bàn chân phải nhưng chị L vẫn cố mang thai và sinh con bằng phương pháp sinh mổ vào năm 2019. Với tình trạng cấp bách của người bệnh, các bác sĩ đã liên hệ nhờ sự trợ giúp từ các giáo sư tại Bệnh viện Quốc gia Singapore. Kết quả xác định chị bị gãy xương bệnh lý do nhuyễn xương nặng liên quan đến hạ phốt phô máu, do u trung mô tăng tiết hóc môn kiểm soát chuyển hóa canxi, phốt phô, xương ở xương gót chân phải. Bác sĩ Nguyễn Trọng Anh, Phó Chủ tịch Hội Y học Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, cố vấn cao cấp Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn, cho biết ca phẫu thuật lấy khối u xương gót chân cho người bệnh được thực hiện suôn sẻ sau hơn 1 giờ tập trung cao độ tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn. Ekip phẫu thuật đã thành công lấy trọn vẹn khối u xương gót chân cho người bệnh và gửi giải phẫu bệnh sang Pháp để khẳng định nguyên nhân gây bệnh. Hiện người bệnh đang tiếp tục được theo dõi chế độ lành xương và phục hồi sau phẫu thuật. Những ngày cuối tháng 11, Hà Nội đêm lạnh nhưng ban ngày lại nóng, khiến người dân rất khó lựa quần áo để mặc khi đi ra đường do thời tiết trong ngày biến động thất thường. Nhiệt độ tại Hà Nội vào buổi trưa thường lên tới 29 đến 30 độ C, trong khi ban đêm chỉ 19 đến 22 độ C. Ban ngày, người dân khi ra ngoài đường đều cảm nhận được sự khó chịu của thời tiết nắng nóng giữa mùa đông. Đề cập nguyên nhân gây hình thái thời tiết này, ông Vũ Anh Tuấn, Phó trưởng Phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do các lớp sóng không khí lạnh liên tục được tăng cường lệch đông, kết hợp thêm trường phân kỳ trên cao, đã gây trạng thái ít mây về đêm kéo theo hiện tượng phát xạ nhiệt mạnh từ bề mặt trái đất, làm nhiệt độ giảm mạnh về đêm. Nhưng ban ngày lại có nắng ngay từ sáng sớm làm nền nhiệt độ tăng cao, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm lớn, cộng thêm tình trạng độ ẩm không khí vào các buổi trưa giảm mạnh, nên càng gia tăng tình trạng hanh, khô vào ban ngày. Chuyên gia Vũ Anh Tuấn cũng thừa nhận, thời tiết năm nay nóng hơn mọi năm, cả ở ba miền. Tính đến ngày 29 tháng 11, nhiệt độ trung bình tháng 11 năm 2023 ở khu vực Bắc Bộ phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 1 đến 1,5 độ C, có nơi xấp xỉ 2 độ C. Khu vực Trung Bộ có nhiệt độ phổ biến cao hơn từ 0,7 đến 1,2 độ C. Tây Nguyên và Nam Bộ cũng có nhiệt độ phổ biến cao hơn từ 0,5 đến 1 độ C. Nhưng tình trạng nắng nóng cục bộ giữa mùa đông như thế này sẽ không còn kéo dài nữa do miền Bắc đang sắp đón một đợt không khí lạnh tăng cường mới. Dự báo từ chiều nay 30 tháng 11, miền núi phía Bắc sẽ đón gió mùa đông Bắc. Từ khoảng ngày 1 tháng 12 thì Hà Nội lạnh trở lại cả ngày lẫn đêm. Ngày 29 tháng 11, tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định truy nã 6 đối tượng liên quan đến vụ tấn công trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Ây Tiêu và Ây Cơ Tu, huyện Cư Cu In vào ngày 11 tháng 6. Các đối tượng bị truy nã gồm Y Quỳnh Đáp, 31 tuổi, ngụ buôn Ê Dông A, xã Ê Dông, huyện Cờ Rông Bắc, Y Múc Lô, 63 tuổi, ngụ thị trấn Vân Rang, huyện Cờ Rông Búc, Y Chích Ni Ê, 55 tuổi, ngụ buôn Dung, xã Ê Y Ông, huyện Cờ Rông Bắc, Y Búc E Bang, 38 tuổi, xã Tâm Thắng, huyện Cư Dút, tỉnh Đắk Nông, Y Niên E A, 45 tuổi, xã Tâm Thắng, huyện Cư Dút và Y Chanh B I A, 39 tuổi, xã Tâm Thắng, huyện Cư Dút. Tất cả các đối tượng trên đều bị khởi tố và truy nã về tội khủng bố. Theo cơ quan công an, bất cứ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay đối tượng truy nã trên đến cơ quan công an, Viện Kiểm sát Nhân dân hoặc Ủy ban Nhân dân nơi gần nhất. Như báo Sài Gòn Giải phóng đã thông tin, rạng sáng ngày 11 tháng 6, một nhóm đối tượng tấn công vào trụ sở Ủy ban Nhân dân hai xã Ây Tiêu và Ây Cơ Tu, khiến 4 chiến sĩ công an, 2 cán bộ xã hy sinh và 3 người dân thường thiệt mạng. Đến nay, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với hàng chục bị can liên quan vụ việc về các tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, không tố giác tội phạm, tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép. Tối ngày 29 tháng 11, thông tin từ đồn biên phòng Cái Cùng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bạc Liêu cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận 7 thuyền viên bị chìm tàu, trôi dạt trên biển. Trước đó, khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, tàu cá do ông Bùi Anh Hiền, 40 tuổi, ngụ phường Nhà Mát,
thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, làm thuyền trưởng đang hoạt động khai thác hải sản cách cửa nhà mác hướng về vùng biển Cái Cùng khoảng 5 hải lý. Bất ngờ tàu bị phá nước gây chìm, 7 thuyền viên đi trên tàu ôm phao, trôi dạt trên biển. Khoảng 6 tiếng sau khi tàu chìm, tàu cá do ông Trần Việt Thường làm thuyền trưởng đang đánh bắt gần đó phát hiện và cứu vớt 7 thuyền viên. Sau khi tiếp nhận, trạm kiểm soát biên phòng Vĩnh Hậu thuộc đồn biên phòng Cái Cùng đã đưa các thuyền viên bị nạn vào bờ an toàn. Đồng thời, cử cán bộ quân y thăm khám, sơ cứu ban đầu cho các thuyền viên. Hiện tại, sức khỏe các nạn nhân đã ổn định và được bàn giao về với gia đình. Ngày 29 tháng 11, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Tây Ninh ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Đặng Văn Thành, 58 tuổi ngụ ấp Tua 2, xã Đồng Khởi, huyện Châu Thành để làm rõ hành vi giết người. Trước đó, lúc 10 giờ 23 phút cùng ngày, Trung tâm Cảnh sát 113 tiếp nhận tin báo có vụ án giết người xảy ra ở khu vực công viên cây xanh trên đường 30 tháng 4, khu phố 3, phường 2, thành phố Tây Ninh, đã nhanh chóng đến hiện trường phối hợp cùng công an địa phương và người dân bắt giữ đối tượng Thành. Lúc này, nghi can còn đang cầm hung khí gây án. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận hành nghề xe ôm. Trước thời điểm xảy ra án mạng có 6 người chạy xe công nghệ đến giành khách, trong đó có T, 30 tuổi ngụ xã Hảo Đức, huyện Châu Thành, chạy đến hành hung Thành do xảy ra mâu thuẫn. Bực tức, Thành chạy xe về nhà và đón xe buýt trở lại công viên tìm T. Khi gặp đối tượng, Thành dùng thanh sắt mang theo đâm nhiều nhát vào người anh T, khiến nạn nhân bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Theo AP, cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger đã qua đời hôm 29 tháng 11, thọ 100 tuổi. Công ty tư vấn của ông, Kissinger Associates, cho biết ông Kissinger qua đời tại nhà riêng ở bang Connecticut. Trong những năm cuối đời, Kissinger đã đưa ra lời khuyên cho cả đảng Cộng hòa cũng như đảng Dân chủ về các vấn đề toàn cầu. Ông đã nhiều lần xuất hiện tại Nhà Trắng của Tổng thống Donald Trump. Ông Henry Kissinger sinh ở Đức ngày 27 tháng 5 năm 1923, là người Do Thái chạy trốn khỏi Đức quốc xã cùng gia đình khi còn ở tuổi thiếu niên. Trong 8 năm là cố vấn an ninh quốc gia, sau đó là ngoại trưởng, ông Kissinger đã giải quyết rất nhiều vấn đề chính sách đối ngoại quan trọng. Ông là người đầu tiên tiến hành ngoại giao con thoi trong nỗ lực tìm kiếm hòa bình ở Trung Đông. Ông sử dụng các kênh bí mật để theo đuổi mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc, chấm dứt hàng thập kỷ cô lập và thù địch lẫn nhau. Đồng thời đã khởi xướng các cuộc đàm phán ở Paris về chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam để đưa Mỹ thoát khỏi một cuộc chiến tốn kém. Và ông theo đuổi chính sách hòa diệu với Liên Xô dẫn đến các thỏa thuận kiểm soát vũ khí,